Bạn muốn mua tivi, hãy đến với Điện Máy Xanh. Còn bạn muốn mua đồ gỗ nội thất cao cấp thì mời bạn hãy đến với nội thất Sơn Đông của chúng em. Ta-da! Và video ngày hôm nay á, em sẽ giới thiệu đến mọi người về một số mẫu nội thất phòng hờ bên công ty nội thất Sơn Đông của chúng em nha. Và đây trước mắt mọi người đó là một chiếc tủ hờ bụng phệ được cận ốc, khá là tinh tế và sắc sảo và được chế tác từ 100% chất liệu là gỗ cẩm lai. Mà cái gỗ cẩm lai này á, nguồn gốc xuất xứ là từ Việt Nam pha Campuchia nha quý khách hàng. Và đây, nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, quý vị có thể thấy những cái đường vân rất là đẹp và rất là sắc nét luôn. Vân gỗ cẩm lai thì không còn bàn cãi gì nữa rồi, nó là những cái tuyệt tác của tự nhiên. Và đó là những cái phần vân được tuyển chọn cực kỳ đẹp để làm nên một chiếc tủ như thế này. Và những cái phần cận ốc như đây là bên công ty em sẽ lựa chọn những cái phần ốc đẹp nhất để cẩn vào chiếc tủ, để làm cho chiếc tủ của chúng ta tăng thêm cái phần giá trị. Em mọi người có thể thấy phần chính giữa bên em là cẩn cái hình ảnh là tam đa, mang phong thủy cực kỳ tốt cho quý gia chủ và quý khách hàng thân mến. Và chiếc tủ hờ này á, có kích thước là 1m53 nha mọi người. Đây, em đứng vào. Tủ hờ này rất là cao và rất là hoành tráng luôn. Và giá niêm yết của chiếc tủ hờ này á, là 71 triệu đồng. Và nếu á, mọi người không thích cái kiểu dáng tủ hờ bụng phệ như thế này, thì đây, em mời mọi người đi qua mé bên đây. Em có thêm một cái chiếc tủ hờ cẩm lai cận ốc. Mà cái đây là tủ hờ cẩm lai cận ốc 13 ô trám với cái dáng mặt là mặt phẳng. Và cái 13 ô trám này được bên em cận ốc, đây là ốc xịn, ốc Singapore nha mọi người. Kế với cái thước là 1m53 và chiều ngang cũng là 1m53. Nếu mà để trong cái ngôi phòng hờ á, nó sẽ toát ra được cái vẻ tôn nghiêm và rất là đẳng cấp đối với cái gia chủ nào mà sở hữu được một cái chiếc tủ hờ như thế này. Và chiếc tủ hờ này cũng được thiết kế từ chất liệu là gỗ cẩm lai cao cấp xịn sò và được bán với giá niêm yết là 58 triệu đồng. Thì chỉ đến 58 triệu mọi người đã sở hữu được một chiếc tủ hờ xịn sò và mang phong thủy cực kỳ tốt như thế này. Chính giữa còn được là cẩn hình ảnh ba ông tam đa. Ba ông tam đa thì tượng trưng cho ba điều tốt lành mà người dân chúng ta luôn luôn muốn đạt được. Và đây, nếu mọi người không thích những cái chiếc tủ hờ mà cận ốc hành tráng lệ như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn một cái mẫu tủ hờ đơn giản nhưng mà cực kỳ là hút mắt bởi những cái đường vân gỗ được lựa chọn phía trên đây. Và chiếc tủ hờ này được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ. Chiếc tủ hờ này với kích thước là 1m34, vô cùng nhỏ gọn luôn. Đây là cái phần mặt rất là trơn láng và mịn. Và đây là chiếc tủ hờ trơn bụng phệ với một chiếc bụng phệ như thế này. Thì thường thường á, là người dân miền Nam của chúng ta thường thường là thích hờ tủ hờ hơn là những chiếc sập hờ. Và với cái mức giá 19 triệu đồng là mọi người đã sở hữu được một cái chiếc tủ hờ xinh đẹp như thế này rồi. Thêm một cái phần quan trọng nữa là những cái phần như thế này, bên em lựa chọn vân tuyển, đây là những gõ đỏ xuất xứ từ Lào nha. Rất là đẹp luôn. Đây, vân tất cả đều là vân gỗ thật và được lựa chọn rất là kỹ càng để làm nên một cái sản phẩm để làm hài lòng nhất những cái vị khách hàng khó tính của công ty nội thất Sơn Đông. Và nếu á, mọi người không thích tủ hờ và đang tìm kiếm cho mình một cái chiếc bàn hờ với phong thủy cực kỳ là tốt cho gia đình mình thì đây là lựa chọn của mọi người. Nếu mà phòng hờ của mọi người có kích thước khá là lớn á, thì mọi người hãy chọn một cái chiếc tập sập hờ được chạm tứ linh như thế này. Tứ linh có nghĩa là nó sẽ mang hình ảnh bốn con vật long lân quy phụng. Bốn con vật này sẽ tượng trưng cho đất, nước, trời và là gió. Đây, camera quay cận cảnh khúc này.
để cho mọi người biết hoàn toàn bên em những cái đường nét này là được hoàn toàn đục chạm nổi. Bánh chiếc sạp hòi này được làm từ chất liệu là 100% là gỗ gõ đỏ, mà gỗ gõ đỏ ở đây xuất xứ từ nguồn gốc Nam Phi. Và ngoài ra điều đặc biệt ở chiếc sạp hòi này là được lắp ráp, cho nên mọi người có thể rất là dễ dàng di chuyển. Cho dù phòng hòi mình ở tầng trệt, lầu 1, lầu 2 hay lầu 3 thì công ty em vẫn giao cho mọi người và lắp ráp mọi người một cách rất là dễ dàng. Em muốn đem một cái sản phẩm là đẹp toàn diện đến cho quý khách hàng. Cho nên từ mặt nào đi chăng nữa, bên em vẫn làm một cái cách rất là tỉ mỉ và tinh tế. Và cái phần này là lắp ráp đây mọi người, nếu mà nhìn kỹ đây, cái phần này là phần rời, cho nên chúng ta dễ dàng tháo lắp. Và cái giá niêm yết của chiếc sạp hòi này là chỉ với 32 triệu đồng nha. Và nếu á, mọi người á, muốn sở hữu một chiếc sạp hòi này thì hãy liên hệ với số điện thoại 0903 960 462 em để phía góc màn hình nha. Gia đình của mình có cái phòng hòi nhỏ hơn một xíu và muốn hòi một chiếc bàn hòi đơn giản thì mọi người hãy chọn chiếc bàn hòi Ngũ Phúc này. Thì cũng được chế tác từ chất liệu là gỗ gõ đỏ với chiều ngang là 1m97, nhưng mà được chạm cái hình ảnh là đơn giản hơn cái sạp hòi Tứ Linh hồi nãy. Phía trước là được chạm hình ảnh dơi ngậm đồng tiền, mang phong thủy là mang may mắn lại cho gia đình của chúng ta. Còn ngoài ra đây được chạm cái hình ảnh tứ quý nha, tùng cúc trúc mai, nó tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và đối với phòng nội thất phòng hờ thì công ty em đặc biệt lựa chọn những cái kích thước lỗ ban rất là hợp với phong thủy của gia đình, cho nên gia chủ hãy yên tâm hãy đến với nội thất Sơn Đông của chúng em. Ngoài ra trên chiếc bàn hòi này còn những cái vật để chân để chúng ta đầy đủ hơn, đó là những cái bộ này là cái bộ lư hương, gỗ hương. Cái bộ này cao 60, bộ này gồm có 9 món, nếu mà ai mà muốn mua thì hãy comment bên dưới. Và cái bộ lư hương này có chỉ có giá là 6.090.000 thôi là mọi người đã sở hữu được một cái bộ lư hương 9 món như thế này rồi. Còn về sau bên trong một xíu, mọi người có thể thấy là tượng ba ông Tam Thế Phật đang ngồi rất là uy nghiêm. Và ba tượng này làm rất là có hồn. Thì được chế tác hoàn toàn từ chất liệu là gỗ hương tự nhiên. Thì ba tượng ba ông này có giá niêm yết là 13.500.000 đồng. Còn về cái chiếc sạp hòi này á, có giá là 26.500. Nếu mà mọi người thích á, những cái mẫu đơn giản thì hãy chọn cái loại sạp hòi này nha. Còn nếu mà cái gian phòng hòi của chúng ta nhỏ hơn mà chúng ta muốn hòi được nhiều á, thì đây em có một chiếc bàn hòi tam cấp đây. Nếu mà gian phòng hòi của chúng ta có cái thước nhỏ gọn mà chúng ta muốn hòi Phật và hòi ông bà, hòi như thế này có cái thước chiều dài là 1m53 nha. Và cái bàn hòi này cũng làm từ chất liệu là 100% là gỗ gõ đỏ. Và cái hình ảnh chạm đặc trưng á, đây là chạm sen, mà loài hoa sen á là một cái loài hoa quốc dân, nó tượng trưng cho Phật pháp từ xưa tới giờ của người dân Việt Nam của chúng ta rồi. Ngoài ra phần phía dưới này còn thêm một cái ngăn kéo để chúng ta có thể cúng cơm, rất là tiện lợi phải không ạ? Và cái bàn hờ tam cấp chạm sen này được bán với giá là 22.900.000 đồng, một mức giá và quá là phải chăng và vừa phải. Mà nếu mọi người thắc mắc cái bộ này á, thì á, em xin báo giá luôn là cái bộ này được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai với cái kích thước là nhỏ gọn và vừa phải, cao chỉ là 40 cm thôi, và được bán với giá niêm yết là 8.300.000 đồng. Nếu mà ai có hỏi những cái đường trắng này là gì thì em xin thưa đây là giác của gỗ cẩm lai nha. Và nếu mọi người á muốn một cái bàn hòi nhỏ hơn một xíu thì đây là một chiếc bàn hòi nhị cấp với kích thước vừa phải và nhỏ gọn, 1m27 thôi, cũng được làm từ chất liệu là 100% gỗ gõ đỏ nhưng mà rất là dày dặn. Và cái hình ảnh đặc trưng đó là chạm rồng. Và không quên có thêm một cái ngăn kéo để chúng ta cúng cơm. Ví dụ như chúng ta xài một cái bàn hòi nhị cấp như thế này, chúng ta có thể nè, ở trên thờ Phật, ở dưới thờ ông bà vẫn rất là ok.
Rồi đây là chúng ta để đồ thờ cúng. Đây, một cái hộp tủ chúng ta để nhang. Thì giá bán niêm yết của bàn thờ nhị cấp này là 14.040.000 đồng. Em đã hết chương trình Good Day Shopping là giảm giá 10% trong 3 ngày. Thì mọi người á, nếu mà muốn đợi cái chương trình giảm giá thì mọi người hãy đợi cái chương trình giảm giá ở tháng kế tiếp nha. Và video của em hôm nay là kết thúc rồi. Nếu mà mọi người á, ưng mắt được cái sản phẩm nào ngày hôm nay em giới thiệu á, thì mọi người hãy nhấc máy lên alo cho em qua số hotline 0903 960 462. Em tên là Húy thì em sẽ nhiệt tình tư vấn và chăm sóc mọi người một cách nhanh nhất có thể. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.